Xin chào người lạ là mình Quyên Japan đây. Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách đăng ký cái app của thẻ Credit AU Pay Card này nhá. Cái thẻ này thì mình đã giới thiệu đến các bạn là cách đăng ký rồi. Và sau khi mà các bạn đã đăng ký thành công và nhận được thẻ ấy, thì các bạn hãy đăng ký cho mình cái app AU Pay Card để các bạn quản lý chi tiêu của cái thẻ này nhá. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn đầu tiên là về cái cách đăng ký cái app này. Về cách đăng ký của nó thì khá là đơn giản, các bạn chỉ cần nhập cho mình cái AU ID này. Và sau đó là các bạn sẽ nhận cho mình cái mã số 6 số gửi về số điện thoại khi mà các bạn đăng ký AUID. Và sau khi mà các bạn vào được trong cái app đó rồi thì mình sẽ giới thiệu một chút liên quan đến những cái nội dung ở trong cái app đó để các bạn cùng theo dõi nhé. Và bây giờ thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình cái điện thoại ra và chuẩn bị cho mình cái AUID để mình cùng vào mình đăng ký cái app của cái thẻ này nhé. Rồi đầu tiên bây giờ các bạn hãy vào trong App Store và các bạn nhập cho mình từ khóa là AUPay Card nhé. AUPay Card cũng được này. Các bạn tìm ra, các bạn sẽ nhìn thấy cái app AUPay Card này, các bạn tải cho mình cái app này về nhé. Mở nó lên cho mình này. Không theo dõi hoặc là cho phép đi. Hôm nay các bạn, người ta đang giới thiệu về cái app này thôi, các bạn có thể nhấn vào ghế bên trên cho mình hoặc là nhấn vào skip bự để bỏ qua cái phần giới thiệu này nhé. Các bạn kéo xuống bên phải cho mình này. Nhấn vào ghế cho mình đi. Phần này là phần kết thúc rồi này. Nhấn vào ghế cho mình nhé. Các bạn đợi một chút để nó tải xong đã. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái Kakunishi Master bên trên. Rồi nhấn vào đôi sư rử ở bên dưới nhé. Các bạn nhấn vào tiếp tục cho mình này. Bây giờ các bạn sẽ nhập cho mình cái AUID của các bạn vào đây. Trường hợp các bạn sử dụng AUID là số điện thoại thì nhập cho mình số điện thoại vào đây nhé. Còn dùng Gmail thì nhập cho mình Gmail vào, sau đó là nhấn vào ghế cho mình. Nhấn vào tiếp tục cho mình nhé. Người ta mã khóa vào rồi ấy. Mở Face ID lên này. Bây giờ người ta sẽ gửi cho các bạn một cái mã số về số điện thoại các bạn. Bây giờ các bạn đợi một chút nhé. Đấy, các bạn sẽ nhập cho mình cái mã số 6 số đó vào trong cái khung này nhé. Sau đó là nhấn vào ghế cho mình. Phần này là phần quy tắc thôi, các bạn sẽ kéo xuống dưới. Kéo hết xuống dưới cho mình, đã nhấn vào cho mình cái đôi sư ghế này. Các bạn nhấn vào sư ghế là các bạn có thể đăng nhập vào trong app được rồi nhé, nó rất là đơn giản như thế thôi. Phần này ấy, người ta có hỏi các bạn là các bạn sẽ đăng nhập bằng cái cách nào, bên trên cùng là sử dụng Face ID này, thứ hai là tự động này, và cái thứ ba là mỗi lần các bạn vào các bạn sẽ nhập cho người ta cái AUID nhé. Người ta khuyến khích các bạn là chọn cái trên cùng, bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình cái trên cùng đi. Ok, giờ sử dụng Face ID, mỗi các bạn mở app lên thì các bạn sử dụng Face ID luôn, nó không cần phải nhập cái gì cả. Nhấn vào kết tê cho mình. Ở phần này các bạn sẽ nhấn vào cho mình Upgrade Top Quế này, để chuyển sang cái trang chủ của app đi. Bây giờ các bạn sẽ vào trang chủ để mình giới thiệu một chút những cái liên quan đến cái phần app này nhé. Ví dụ như bây giờ thì mình sẽ mở lại từ đầu cho các bạn xem khi mà các bạn vào trong cái app của nó này. Chúng mình sẽ mở cái app lên nhé. Đây mình sẽ mở Face ID lên này. Và đây là cái trang chủ của cái thẻ AUPay Card này nhé. Các bạn có thể nhìn thấy cái chữ rất là to của mình ấy, là cái hạn mức sử dụng của mình là 20 man. Trong phần này thì các bạn có thể nhấn vào đó để các bạn xem nhé. Tổng của mình là 20 man này, các bạn có thể sử dụng được dưới 20 man này. Nên bây giờ mình chưa sử dụng, nó còn nguyên là 20 man nhé. Và trong đó nó có 10 man là cái phần rút tiền, cách sinh cự này là 10 man nhé. Thẻ của mình được 20 man thôi này. Ở trên này ấy, nếu mà trường hợp mà các bạn sử dụng ấy, các bạn có thể nhìn thấy luôn được số tiền các bạn sử dụng để tháng này ấy, là bao nhiêu. Các bạn có thể nhìn thấy cái ngân hàng mà các bạn liên kết luôn nhé. Của mình đây là Jucho Ginko, người ta ghi ở đây này. Ở phần bên dưới này, các bạn kéo xuống dưới, nó có rất nhiều những cái cài đặt để các bạn cài đặt cho cái bảo mật của cái thẻ của các bạn nhé. Cái xuống dưới là hết rồi này. Đây là phần Home nhé. Các bạn có thể nhấn vào phần Goryeo Mesai này để xem chi tiết những cái mà mình đã sử dụng hàng tháng này. Các bạn vào đây các bạn có thể xem được chi tiết nhé. Hiện tại mình chưa sử dụng cái gì ấy, thì nó sẽ chưa hiện lên đây. Hoặc các bạn nhấn vào phần Campaign ở giữa này. Đây là những cái chương trình hiện tại bây giờ người ta đang khuyến mại thôi. Các bạn có thể tham khảo giúp mình nhé. Hoặc là Point tổ này. Mình cũng chưa có cái point nào tại vì chưa sử dụng ấy.
Và một cái phần nữa là phần menu ở phía góc bên tay phải này. Các bạn vào đây các bạn có thể xem được tất cả những cái liên quan nha. Các bạn có thể sử dụng cái này qua Apple Pay được này. Nhưng vào đó để liên kết này. Bạn kéo xuống dưới. Ở phần dưới này nó có phần thông tin cá nhân của mình nhé. Các bạn nhấn vào cái phần Okekusamayo Hokakunin này. Trường hợp mà các bạn thay đổi địa chỉ này, hay là thay đổi số điện thoại hay là cái gì đó thì các bạn có thể nhấn vào đó cho mình. Nhấn vào đây xong ấy, các bạn sẽ phải nhập cho người ta cái mật khẩu của ID nhé. AUID ấy, mình sẽ phải nhập cái mật khẩu vào đây. Ở đây mình có nhìn thấy là tên này, ngày tháng năm sinh này, ngày người ta phát hành thẻ này, kéo xuống dưới tất cả những cái liên quan đến tài khoản thanh toán này. Các bạn có thể vào đó các bạn theo dõi giúp mình nhé. Đó là cái phần menu này. Và các bạn có thể thay đổi được cái thông tin ngân hàng thanh toán ở cái phần thứ hai Oshiharai Koza Toroku Henko này, hay là xem cái lại cái mật khẩu của thẻ này hoặc thay đổi mật khẩu nhé. Đó là phần menu phía bên trên này ấy. Trường hợp mà các bạn muốn đăng ký thẻ ETC để đi đường cao tốc ấy, các bạn có thể nhấn vào phần Kado no Moshikumi này. Các bạn có thể đăng ký được thẻ vàng này, thẻ gia đình này, ETC này, hoặc là thay đổi cái tên công ty của thẻ nhé. Ví dụ như mình đang là Mastercard, mình muốn chuyển sang Visa, các bạn có thể chuyển được nhé. Hoặc là các bạn nhấn vào thần ETC này. Đó. ETC thì cái tiền phát hành của nó sẽ mất là 1 sen mốt. Còn sử dụng thì không mất tiền nữa nhé. Các bạn nhấn vào ETC Moshikumi này. Đấy, sau đó nhấn vào tiếp theo để đăng ký cho mình nhé. Mình chỉ giới thiệu qua như thế thôi. Đó là về những cái liên quan đến cái app này. Còn cụ thể về những cái thay đổi hay là cài đặt hay là đăng ký ETC thì mình sẽ làm trong cái video tiếp theo đi. Video này thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn là cách các bạn đăng ký cái app của cái thẻ AUPay Card này rồi nhé. Và giới thiệu qua cho các bạn về cái app này để các bạn cùng tham khảo. Rồi, và trên đây thì mình đang giới thiệu đến các bạn về cái app của AUPay Card này rồi nhé. Mình xin kết thúc cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.